Chỉ vì một phút nghịch ngợm gây ra chuyện không may mà cậu bé 10 tuổi quyết định bỏ trốn, để rồi thất lạc gia đình suốt hơn 30 năm, mãi về sau mới có thể đoàn tụ với người thân trong nước mắt. Như chưa hề có cuộc chia ly, với sứ mệnh kết nối những người thân lạc mất nhau đã giúp hơn 1.800 gia đình với 2.500 trường hợp thất lạc được đoàn tụ. Mới đây nhất, chương trình tiếp tục là cầu nối giúp anh Hùng tìm gặp lại cha mẹ sau hơn 30 năm thất lạc. Tháng 5 năm 1987, cậu bé Hùng sinh năm 1977, khi ấy mới 10 tuổi, đang phụ mẹ bóc lạc. Vì nghịch ngợm, Hùng vô tình làm cháy nhà. Sợ bị cha mẹ mắng, bị ăn đòn, nên cậu bé quyết định bỏ đi. Đi được một đoạn thì gặp nhóm người đi đào vàng. Hùng theo nhóm người này, rồi thất lạc gia đình từ đó. Công việc ở bãi vàng vô cùng vất vả. Trong 3 năm làm việc ở đây, Hùng nhiều lần bị tai nạn, gãy chân, gãy xương đùi. Sau này có một người ở bãi vàng vì thương hoàn cảnh của Hùng đã dẫn cậu về Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa cho anh trai làm nghề giáo nuôi dưỡng. Cha nuôi cho cậu họ Lê, đặt tên là Lê Hùng. Hùng may mắn được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Tuy nhiên thời ấy cuộc sống khó khăn, cậu phải tự lực kiếm sống, từ chăn dê, bán kem, vé số để kiếm tiền. Sau này khi đã trưởng thành, Hùng tới Nha Trang làm phụ hồ. Ở đây, chàng thanh niên gặp gỡ và nên duyên với bà xã. Anh Hùng trở thành người đàn ông hiền lành, chất phác, thật thà, chăm chỉ, nên được gia đình bên vợ rất quý mến. Mọi người giúp đỡ vợ chồng anh rất nhiều. Đến hiện tại, vợ chồng anh đã cất được ngôi nhà, có 2 con, 1 trai 1 gái. Vợ chồng sống với nhau thuận hòa hạnh phúc, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Sâu trong tâm trí, anh Hùng vẫn luôn nhớ về gia đình, nơi có bố mẹ đã từng rất yêu thương mình, có những người em. Anh chỉ nhớ mẹ anh tên Phương, bố có thể tên là Tem, nơi anh từng sống là một huyện phía tây Nghệ An, nhà trồng lạc, quế, gần bản dân tộc, cách chợ Nghĩa Đàn khá xa, phải đi bằng xe trâu. Rồi đằng sau nhà là một con suối mà anh vẫn thường ra tắm mát chơi đùa. Anh từng về thị xã Thái Hà ở phía tây Nghệ An một tuần để tìm cha mẹ, anh em, nhưng không có tin tức gì. Anh Hùng để lại nhiều tờ rơi rồi quay về Nha Trang. Anh Hùng trăn trở, khi chưa có vợ tôi rất mặc cảm, sau này có 2 con tinh thần mới lạc quan hơn. Tôi cố gắng làm lụng có tiền để vươn lên, quyết tâm tìm lại bố mẹ, vì con người ai cũng phải có cội nguồn. Tôi muốn tìm tổ tiên cho các con, không muốn các con phải thiệt thòi như mình. Nếu được gặp bố mẹ, tôi sẽ nói cảm ơn bố mẹ đã tìm mình và cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của con. Năm 2017, anh viết thư gửi về chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, nhờ giúp đỡ. Thông tin tìm kiếm thân nhân của anh Hùng được phát sóng trên truyền hình đã giúp anh Trương Xuân Hoàng, em trai ruột của anh Hùng, nhận ra anh trai. Anh Hoàng nhanh chóng báo tin cho gia đình để liên lạc với chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Ngoài anh Hùng, anh Hoàng, gia đình còn có những người con là anh Nam, anh Thưởng. Anh Hùng là con riêng của bà Phương. Bố ruột của anh Hùng bỏ đi khi anh mới được 6 tháng tuổi. 2 năm sau, bà Phương đi bước nữa với người đàn ông tên là Tam. Anh Hùng nhớ nhầm bố tên là Tem. Dù là bố dưỡng, nhưng ông Tam rất yêu thương con riêng của vợ. Đến khi ông và bà Phương có thêm những người con chung, thì ông vẫn quý mến, chiều chuộng anh Hùng nhất. Mỗi khi mua quần áo cho các con, ông Tam đều mua cho anh Hùng trước. Ông bảo, anh cả phải vậy. Cả nhà hay tin ai cũng vui mừng, vì ai cũng thương anh Hùng. Bao năm qua, bố mẹ của anh chưa bao giờ thôi nhớ về cậu con trai ngoan ngoãn, siêng năng, cần cù. Ngày xưa, gia đình nghèo khổ, anh Hùng là anh cả, đã làm lụng để nuôi chúng em. Chúng em ngày đêm mong được gặp anh sớm. Anh Trương Văn Nam nói. Thì ra nhà anh Hùng ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào cái đêm anh Hùng bỏ đi, bố mẹ tưởng anh bị bắt cóc. Bà Phương lặn lội lên Nghĩa Đàn tìm con. Ông ta mắc kém nên ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ mỗi người một ít, gia đình ông bà mới sống được sau đám cháy. Ông Tam bảo, ông vẫn nghĩ ai đó đốt nương đốt rẫy, không may tàn bay vào rồi cháy nhà, chứ không nghĩ là do Hùng. Năm 1991, ông bà dẫn các con về quê ông ở xã Diễn Trường sinh sống cho đến bây giờ. 32 năm xa cách, anh Hùng đã được gặp lại gia đình.